Bộ Công Thương vừa khởi động ngày mua sắm mùa thu Online Friday 2016 vào ngày 30 tháng 9 vừa qua và sắp tới là Online Revolution 2016. Những con số do Cục Thương mại Điện tử công bố hàng năm cũng cho thấy doanh số bán hàng trực tuyến tăng hàng năm và chiếm tỷ trọng ngày càng cao trên tổng doanh số bán lẻ. Nhưng nếu nhìn sang những thị trường lân cận, Việt Nam vẫn còn tiến khá chậm. Trong 3 năm trở lại đây, thương mại điện tử cũng đón nhận nhiều tín hiệu tốt như nhiều sự kiện mua sắm online diễn ra rầm rộ và thu về kết quả khá tốt, hay những mô hình kết hợp giữa các sàn giao dịch và các nhà bán lẻ có thương hiệu. Liệu những dự đoán có chính xác cho thương mại điện tử Việt Nam hay không? Chúng tôi đã có một bài phân tích ngay sau đây. Xin mời quý vị dành thời gian theo dõi. Số liệu của Nielsen cho biết tổng doanh số bán lẻ toàn cầu năm 2015 là 23,9 ngàn tỷ đô la. Trong đó, thương mại điện tử là 1,8 ngàn tỷ đô la, chiếm 6,7% tổng doanh số bán lẻ. Tính theo khu vực, châu Á dẫn đầu với mức tăng trưởng trên 30% so với các thị trường khác như Bắc Mỹ 12%, châu Âu 10%, Nam Mỹ 12% và châu Phi 17%. Tính riêng tại thị trường châu Á, Hàn Quốc đang dẫn đầu về tăng trưởng với con số 18%, tiếp theo sau là Trung Quốc 16%. Trong khi đó, khu vực Đông Nam Á được đánh giá là thị trường có tốc độ tăng trưởng người sử dụng Internet cao nhất thế giới, từ 260 triệu người năm 2015 lên đến 480 triệu người trong năm 2020. Trong đó, Việt Nam có mức tăng khá cao, từ 44 triệu người lên 82 triệu người sử dụng Internet, tăng gần 100%. Tuy nhiên, thương mại điện tử tại Việt Nam vẫn còn chiếm tỷ trọng khá nhỏ so với tổng doanh thu bán lẻ, chỉ chiếm 0,6%, xếp sau 4 quốc gia trong khối Đông Nam Á là Singapore 2,1%, Indonesia 1,7%, Malaysia 1,1% và Thái Lan 0,8%. Theo đánh giá của Google và Temasek, xét về giá trị thị trường thì thương mại điện tử của Việt Nam có thể đạt mức 7,5 tỷ đô la vào năm 2025, so với mức 0,4 tỷ đô la tại năm 2015, cao hơn Singapore 5,4 tỷ đô la và thấp hơn các quốc gia còn lại trong khu vực. Vì sao các chuyên gia đánh giá cao thị trường thương mại điện tử Việt Nam? Theo báo cáo chỉ số niềm tin người tiêu dùng của Nielsen, trong 4 quý của năm 2015, chỉ số này dao động từ 112 đến 108. Trong quý 1 năm 2016, chỉ số này tăng lên 109, xếp thứ 5 toàn cầu sau Ấn Độ, Philippines, Indonesia và Mỹ. Hiện tỷ trọng giao dịch thương mại điện tử tại Việt Nam đang còn ở mức thấp dưới 1%, nhưng theo đánh giá với đà tăng trưởng nhanh thì thị trường Việt Nam sẽ nhanh chóng đạt được 7,5 triệu đô la Mỹ, theo số liệu của Google. Riêng về Lazada, chúng tôi thấy sự tăng trưởng đó và doanh số tăng gấp đôi trong năm nay. Tôi rất tự tin, thị trường thương mại điện tử Việt Nam mặc dù còn quy mô nhỏ, nhưng tôi tin sẽ bùng nổ trong vài năm tới giống như thị trường Hàn Quốc, Trung Quốc. Theo một khảo sát gọi là Cross Platform Insight 2016, người tiêu dùng Việt Nam được đánh giá là siêu kết nối vì mức độ sử dụng điện thoại di động tính trên 100 người, cao hơn Mỹ, chỉ thua Brazil và Đức. Thời gian truy cập trực tuyến trung bình mỗi tuần của người tiêu dùng Việt Nam là 24,7, đồng hạng với Philippines và sau Singapore 25,9, nhưng nhỉnh hơn rất nhiều quốc gia khác tại châu Á, trong đó có Ấn Độ và Indonesia. Sự ra đời của các sàn thương mại điện tử cũng được đánh giá là có vai trò lớn trong việc thúc đẩy thị trường này. Theo một báo cáo từ Cục Thương mại Điện tử và Công nghệ Thông tin, top 10 sàn thương mại điện tử tại Việt Nam thuộc về những cái tên quen thuộc như Lazada, Chợ Điện tử.com, Hotdeal.vn, Vật Giá.com. Chính những sàn này đã tham gia các sự kiện mua sắm trực tuyến rình rang được khởi xướng từ 3 năm trở lại đây, như là ngày Online Friday chẳng hạn. Chỉ riêng Online Friday mùa thu ngày 30 tháng 9 vừa qua, thì tổng doanh thu của hơn 20 doanh nghiệp tham gia đã lên đến 170 tỷ đồng với trên 130.000 đơn đặt hàng. Một động thái để đánh giá là cú hích của thị trường thương mại điện tử năm 2016 đó chính là cái bắt tay chiến lược giữa sàn thương mại điện tử Lazada, một trong những sàn được đánh giá là mạnh nhất hiện nay tại Việt Nam và 40 nhà bán lẻ hàng đầu tại Việt Nam trong hầu hết các lĩnh vực tiêu dùng vào đầu tháng 9 vừa qua. Theo nhận định của ông Mark Spitzner, CEO của Lazada Group, trở lực phát triển của thương mại điện tử Việt Nam chính là bài toán niềm tin. Lazada đã thực hiện khảo sát vào tháng 3 năm nay tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Có đến 82% người tiêu dùng lo ngại chất lượng sản phẩm khi giao dịch trực tuyến. Như vậy, khi các sàn thương mại điện tử và các thương hiệu mạnh của thương mại truyền thống bắt tay với nhau, thì việc mua sắm trực tuyến được xem là một giao dịch mượt mà, từ chất lượng sản phẩm cho tới chất lượng dịch vụ. Tất nhiên, sàn chúng tôi chưa hoàn hảo và chúng tôi cần tiếp tục làm cho nền tảng giao dịch này ngày càng dễ dàng. Chúng tôi cũng thu thập ý kiến từ khách hàng để hiểu được tâm lý mua bán trực tuyến của người tiêu dùng Việt Nam. Nhưng phải nói là chúng tôi phải trải qua một vài bước giao dịch để đảm bảo giao dịch cho cả người mua lẫn người bán. Đặc biệt, chúng tôi phải có trách nhiệm với người mua hàng trên đó. Đó là lý do thủ tục hơi rườm rà chút.
Ngành bán lẻ giờ đây không còn xem thương mại điện tử là kẻ thù của kênh phân phối truyền thống nữa. Mô hình sàn giao dịch mở đã khai thác thế mạnh của mỗi bên, một bên có sản phẩm và một bên có dịch vụ. Với việc hệ thống bán offline như bây giờ thì việc mở rộng ra nữa thì nó cũng là một cái khó khăn trong cái thời gian gần đây. Thì vì những thế mà chúng tôi muốn mở rộng ra việc bán hàng online và việc hợp tác với Lazada cũng chính là một trong những chiến lược đấy. Thương mại điện tử là cái lựa chọn cho sự tiện lợi và tiết kiệm thời gian. Và cái thứ hai, thương mại điện tử nó sẽ là cái xu hướng mua sắm tất yếu. Chính vì thế nên Kids Plaza sẽ ưu tiên phát triển cho thương mại điện tử. Ngày nay, không một nhà phân tích đơn thuần nào có thể giải mã một cách đầy đủ được hành vi của người tiêu dùng khi thương mại điện tử xuất hiện. Vì vậy, việc sản phẩm hiện diện ở tất cả những điểm tiếp cận trong quy trình mua sắm là vô cùng cần thiết. Nhiều chuyên gia thị trường tin rằng sự phát triển của thương mại điện tử là tất yếu. Chỉ có điều thị trường có phát triển đủ nhanh như dự báo hay không mà thôi.